Atula là một loài trong lục đạo luân hồi, thân hình vô cùng to lớn, nam xấu xí thô kệch, nhưng nữ thì vô cùng xinh đẹp. Atula là loài chúng sanh nhiều sân hận. Atula là gì? Atula tiếng Phạn là Asura. Atula có nhiều tên gọi khác nhau: Atakla, Atola, Atola, Atolak, Atulun. Trong kinh thường nêu ra ba loại Atula: Atula thiên đạo, Atula quỷ đạo, Atula xúc đạo. Theo từ điển Phật học Huệ Quang, quyển 1, trang 84 giải thích: Atula là một trong 6 đường, một trong 8 bộ chúng, một trong 10 giới, một trong những vị thần xưa nhất ở Ấn Độ. Atula là một loài trong lục đạo luân hồi, thân hình vô cùng to lớn, nam xấu xí thô kệch, nhưng nữ thì vô cùng xinh đẹp. Atula là loại chúng sanh sinh nhiều sân hận, đa số có hình tướng không đoan chánh. Atula cũng gọi là Atolak, dịch là vô đoan chánh, phi thiên. Hai danh từ này có nghĩa không xinh đẹp, có phước trời mà đức không bằng trời. Trong kinh luận có chỗ cho rằng loài Atula do nhân hạ phẩm thập thiện mà được sanh, nhưng đó chỉ là nói riêng về một phương diện mà thôi. Cho đến danh từ phi thiên cũng như thế. Sự thật, phần chánh nhân là loài này do hay nóng giận, hiếu thắng, ưa tranh cãi mà được sanh. Atula là tiếng Phạn, dịch là vô đoan chính. Vô đoan chính nghĩa là xấu xí. Nam Atula tướng mạo vô cùng xấu xí, ưa thích đấu tranh với kẻ khác. Nữ Atula tướng mạo hết sức xinh đẹp, yêu thích đấu tranh bằng tình cảm, tức là dùng tánh đố kỵ, ghen tuông, chướng ngại, vô minh, phiền não. Atula chia thành 4 bậc: loài ở cõi trời thì giống trời, loài ở cõi người thì giống người, loài ở cõi quỷ thì giống quỷ, loài ở cõi súc thì giống súc sanh. Vì họ không có chủng loại và trụ xứ nhất định, có thể nhiếp về các nẻo khác, nên trong kinh có chỗ chỉ gọi là ngũ đạo hoặc ngũ thú. Atula ở cõi trời cũng có cung điện thất bảo, sự ăn mặc tự nhiên hóa hiện như chư thiên. Nhưng do nhân sân hận, họ có 3 sự kiện kém hơn người, nên ở sau loài người. Dù loài này có ăn các món trân vị, song miếng sau rốt tự nhiên hóa ra bùn. Ở cõi trời, mưa hoa hoặc châu báu, nơi cõi người mưa nước, cõi Atula mưa xuống những binh khí dao gậy. Loài người tâm điềm tĩnh nên dễ thực hành theo chánh pháp của Như Lai. Loài Atula tâm sôi nổi hơn thua nên khó tu đạo giải thoát. Theo phẩm Atula Luân trong kinh Tăng Nhất A Hàm 3, thân hình của Atula cao 84.000 do tuần, miệng rộng mỗi bề 1.000 do tuần. Còn phẩm Atula Luân trong kinh Trường A Hàm 20, phẩm Atula Luân trong kinh Đại Lâu Tháng 2, kinh Khởi Thế Nhân Bản 5 đều ghi rõ chỗ ở và sự tích của Atula. Về nghiệp nhân của Atula, các kinh thường nêu ra 3 thứ nhân làm cho chúng sanh sanh trong loại này: sân, mạng, nghi. Hình tượng của Atula có nhiều thuyết khác nhau. Có chỗ cho rằng Atula có 9 đầu, 1.000 mắt, miệng phun lửa, có 990 tay, 6 chân, thân to gấp 4 lần núi Tu Di. Có chỗ cho rằng Atula có 1.000 đầu, 2.000 tay, 10.000 đầu, 20.000 tay, 3 đầu, 6 tay. Có chỗ cho rằng Atula có 3 mặt màu xanh đen, giận dữ, lõa hình và có 6 cánh tay. Xứ sở của Atula ở đâu? Theo kinh Chánh Pháp Niệm, Atula cư trú tại 5 chỗ. Một là tại trên mặt đất, trong núi Chúng Tướng, sức lực của loài này yếu ớt nhất. Hai là tại phía bắc núi Tu Di, đi xuống biển 21.000 do tuần. Có Atula tên là La Hầu, thống lãnh đám Atula. Ba là lại đi sâu xuống biển thêm 21.000 do tuần, có Atula tên là Tráng Kiện. Bốn là lại đi sâu xuống biển thêm 21.000 do tuần, có Atula tên là Tràng Hoa. Năm là lại đi sâu xuống biển thêm 21.000 do tuần, có Atula tên là Tỳ Ma Chất Đa. Từ trong mình của Atula này phát ra âm thanh rất lớn, xuyên suốt trên mặt biển, tự xưng: ta là Atula Tỳ Ma Chất Đa. Gieo nhân gì sanh về cõi Atula? Theo trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt có nói đầy đủ về 10 nghiệp phải chịu quả báo làm Atula. Một là thân làm các việc ác nhỏ, hai là miệng làm các việc ác nhỏ, ba là ý làm các việc ác nhỏ, bốn là nổi lên kiêu mạn, năm là nổi lên ngã mạn, sáu là nổi lên tăng thượng mạn, bảy là nổi lên mạn lớn, tám là nổi lên mạn tà, chín là nổi lên mạn quá mạn,
10 là đem các thiện căn hồi hướng về đường Atula. Theo kinh chánh pháp niệm diễn rộng, chúng sanh phần nhiều do 3 loại nghiện nhân sân, mạng và nghi nên chịu quả báo sinh vào đường ấy. Hơn nữa, kinh tập A Hàm nói, vào thời tiền kiếp, Atula từng làm người nghèo ở gần bên sông, thường vác củi qua sông. Bấy giờ, nước sông sâu lại chảy xiết, người ấy mấy lần bị nước cuốn phăng đi sắp chết, may mắn thoát được. Có vị Phật Bích Chi đến nhà khất thực, người ấy vui vẻ cúng dường, thọ thực xong liền bay mất lên trời. Người nghèo khổ ấy thấy vậy bèn phát tâm nguyện rằng, kiếp sau xin cho thân thể của tôi lớn lao đến nỗi bất cứ dòng nước nào cũng không ngập quá đầu gối. Nhờ nhân duyên này, Atula có được thân thể rất khổng lồ, nước bốn biển lớn không ngập quá đầu gối, đứng trong biển lớn, thân vượt lên khỏi núi Tu Di, chống tay vào đỉnh núi, khom mình xuống nhìn trời đao lợi. Cõi Atula như thế nào? Nếu theo kinh chánh pháp niệm, nhu cầu y phục, ăn uống của Atula có sẵn tự nhiên, mũ vải, áo quần thuần bằng 7 loại bảo vật đẹp đẽ, tinh khiết như chư thiên, các thức ăn tùy theo ý thích mà hiện ra, có đầy đủ vị ngon, không thua kém của chư thiên. Như các luận lớn nói, y phục và thức ăn của Atula tuy hơn người, nhưng khi ăn thì không bằng người. Nghĩa là trong hết thảy mọi bữa ăn của Atula, đến miếng cuối cùng đều phải biến thành bùn xanh. Cũng như Long Vương, tuy ăn đủ 100 món, nhưng đến miếng cuối cùng đều phải biến thành cóc nhái. Vì thế kinh mới nói không bằng người. Atula là loài ưa gây chiến. Kinh Trường A Hàm nói, vì chúa Atula có rất nhiều uy lực, nên suy nghĩ rằng, thiên vương trời đao lợi và các vua mặt trời mặt trăng cứ đi lại trên đầu ta hoài, ta thề sẽ bắt vua mặt trời mặt trăng để làm đôi bông tai. Càng nghĩ càng giận dữ muốn ra tay, liền sai hai chúa Atula Xá Ma Lê và Tỳ Ma Chất Đa cùng các đại thần sửa soạn khí giới, kéo nhau đi đánh chư thiên. Bấy giờ, hai long vương lớn là Nang Đà và Bạc Nang Đà lấy thân mình quấn 7 vòng quanh núi chúa Tu Di, làm rung chuyển cả núi và kéo mây giăng, quẩy đua dậy sóng. Trời đao lợi nói, Atula sắp gây chiến, các long vương quỷ thần hãy cầm binh khí lần lượt giao phong, nếu thua mới bỏ chạy. Bốn thiên vương vũ trang chuẩn bị lâm chiến, vào báo động cùng đế thích. Đế thích báo động lên trời tha hóa tự tại, cho đến vô số chư thiên khác. Đế thích ra lệnh, nếu quân ta thắng, hãy lấy 5 sợi dây trói chặt Atula Tỳ Ma Chất Đa giải về thiện pháp đường, ta muốn xem nó thế nào. Atula cũng nói, nếu bọn ta thắng, cùng lấy 5 sợi dây thần trói chặt đế thích giải về thất diệp đường, ta muốn xem nó thế nào. Quyết chiến một trận, hai bên đều không bị thương, nhưng do thân thể va chạm nhau gây ra đau đớn, đế thích liền biến ra nghìn mắt, tay cầm chày kim cương, đầu phun ra khói lửa phần phật. Atula trông thấy bỏ chạy, Tỳ Ma Chất Đa bị bắt trói giải về, trông thấy đế thích liền buông lời mắng nhiếc. Đế thích liền trả lời, ta muốn cùng nhà ngươi nói chuyện đạo nghĩa, cần gì phải dùng lời thô lỗ. Nhà ngươi đã phá giới, đem ác tâm gây chiến, dù đã tu nhiều hạnh bố thí, nhưng vì kiêu mạn như thế nên đành phải thọ lấy báo thân này.